Go, Ben. Yeah, let go. Go. Want some more water? No. Okay. Yes! Cái bự đây. Dạ, hoa đó. Yeah, bác bự đây, bác Hòa khỏe không? Bác Hòa đi nội soi sao rồi? Nội soi sao bác? Hả? Nhưng mà bác Hòa nội soi sao rồi? Yeah, good. Hỏi không thấy bác Hòa trả lời, nghi ngờ quá. Yeah, say hi bác Hòa kìa. Say hi. Man. Say hi với bác Hòa. 12 ngày. Lên cho. Dạ. Bác Hòa thứ bảy chủ nhật này bác Hòa có làm việc không? Thứ bảy chủ nhật. Đang tính set up đi câu nè. Thứ bảy chủ nhật tuần này không có gì hết. Ok, thứ bảy chủ nhật gọi đi nha. Ok rồi. Đi á. Đi một ngày. Ừ, một là thứ bảy, hai là chủ nhật. Chủ nhật thì ok, chủ nhật tại thứ hai hơi ớn. Ừ. Thứ hai vậy. Đó là một là đi thứ bảy, hai là đi chủ nhật. À, ok. Là thứ bảy đi ha. Ok. Thứ bảy sẽ ăn hơn.